Thưa quý vị, cùng với nghị quyết 54 của Bộ Chính trị, mới đây các quy hoạch tỉnh và quy hoạch đô thị Thừa Thiên Huế được Thủ tướng phê duyệt, tạo khung pháp lý quan trọng định hình sự phát triển của tỉnh nhà trên bước đường trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Hàng loạt công trình dự án lớn đã và đang thi công đã góp phần thay đổi diện mạo đô thị Thừa Thiên Huế, đem lại cảm nhận rõ nét về một đô thị năng động đang chuyển mình từng ngày trên nền tảng một đô thị di sản. Cầu Thuận An, cầu vượt biển dài nhất miền Trung đang được khẩn trương thi công. Dự kiến cuối năm nay, cây cầu này sẽ nối đôi bờ vùng duyên hải của Huế. Đây là niềm mong mỏi của người dân địa phương khi thành phố Huế gần hơn với biển và đầm phá. Các nhà thầu vẫn là tiếp tục triển khai trên công trường theo là tiến độ là 3K. Và trong cái mùa mưa bão thì chúng tôi cũng tính tới cái phương án là thi công những cái hạng mục gì. Trong mùa mưa bão thi công được thì chúng ta cũng tổ chức thi công trong mùa mưa bão. Những cái gì chúng ta đẩy nhanh được trong mùa nắng là chúng ta đẩy nhanh, ưu tiên đẩy trong mùa nắng. Với cái tinh thần như vậy thì tôi hy vọng rằng là sẽ đáp ứng được cái tiến độ mà lãnh đạo tỉnh đã đề ra. Cùng với các dự án hạ tầng giao thông kết nối thì các dự án phát triển đô thị trên địa bàn thành phố Huế cũng đã có nhiều chuyển biến mới. Được triển khai từ năm 2018 với tổng mức đầu tư hơn 4.000 tỷ đồng, khu đô thị Eco Garden được kỳ vọng sau khi hoàn thành sẽ cùng với đô thị mới An Vân Dương trở thành điểm nhấn ấn tượng, góp phần thúc đẩy quá trình hội nhập phát triển của vùng đất cổ đô và khu vực miền Trung. Đến thời điểm hiện nay, dự án đã hoàn thành cơ bản thi công hạ tầng kỹ thuật. Đối với các công trình trên đất, dự án đã hoàn thành 3 phân khu nhà ở cùng nhiều cơ sở hạ tầng tiện ích. Nhiều biệt thự, shop house, nhà liền kề đã được bàn giao cho cư dân vào sinh sống. Các phân khúc khác như nhà ở xã hội giai đoạn 1, biệt thự đảo cũng đang được chủ đầu tư gấp rút triển khai. Trong cái khoảng thời gian tới, cũng như trong năm mới, thì phía chủ đầu tư cũng đang xây dựng cái chiến lược để có thể tiếp tục đưa ra thị trường các cái sản phẩm cao cấp khác như là cái khu biệt thự đảo Tây, biệt thự đảo Đông, xây dựng các cái khu thương mại trung tâm chợ đêm, xây dựng các cái hệ thống các cái dãy nhà shop house ở cái mặt đường Võ Nguyên Giáp, và đặc biệt là sẽ cho ra thị trường Huế một cái tổ hợp khách sạn 5 sao kết hợp với căn hộ Codotel nằm trong cái khuôn viên của cái khu đất Huế Sky Hotel. Còn tại địa bàn thành phố Huế, từ vùng đất được mệnh danh là thành phố đi ngủ sớm với những lăng tẩm, đền đài. Những năm gần đây, đô thị Huế trở nên sống động, nhộn nhịp, hiện đại, văn minh và thay đổi từng ngày với những công trình, dự án xây dựng hạ tầng giao thông và chỉnh trang đô thị. Bên cạnh đó, nhằm đảm bảo đồng bộ giữa đô thị hiện hữu và cả khu vực mới sáp nhập, thành phố tập trung nguồn lực đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật tại các phường, xã mới sáp nhập như hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống hạ tầng giao thông kết nối. Trên tinh thần vừa đảm bảo nguồn lực, vừa đảm bảo chọn được dự án tốt, có định hướng ưu tiên rõ ràng, khả thi và hiệu quả. Trong năm 2024 này, thành phố cũng phải thực hiện rất nhiều cái nhiệm vụ, trong đó phải kể đến cái việc chia quần, sáp nhập các phường để đảm bảo tất cả các cái tiêu chí, rồi đồng thời cũng phải thực hiện đầu tư chỉnh trang đô thị. Bên cạnh đó thì thành phố cũng phải triển khai các cái nhiệm vụ như lấy ý kiến nhân dân về phương án thành lập thành phố trực thuộc ngương, rồi cũng phải tổ chức bộ máy để đảm bảo các cái mục tiêu này. Theo quy hoạch vừa được Thủ tướng phê duyệt, đến năm 2025, thành phố Huế trực thuộc trung ương gồm 2 quận, 3 thị xã và cả huyện. Trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cổ đô và bản sắc văn hóa Huế, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại, đặc biệt là lĩnh vực giao thông, đô thị thông minh, ưu tiên cho phát triển xanh và bền vững. Nội dung của quy hoạch thì cũng đưa ra được các cái không gian phát triển, trong đó bao gồm hệ thống hạ tầng và các cái vấn đề cho một cái đô thị đặc thù là một cái cố đô, một cái vùng đất di sản theo cái chủ trương là theo cái mục tiêu là đưa cả tỉnh lên trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Qua cái đồ án quy hoạch này thì chúng ta có một cái cơ sở pháp lý rất là vững chắc để kêu gọi đầu tư phát triển hạ tầng cũng như là phát triển mọi mặt của kinh tế xã hội toàn tỉnh. Hòa chung với sắc xuân đang về trên khắp mọi miền của Tổ quốc, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế bước vào năm mới Giáp Thìn 2024 với một tâm thế và quyết tâm mới để hiện thực hóa tầm nhìn về một thành phố trực thuộc trung ương với định hướng là một đô thị di sản và đô thị hướng biển. Hy vọng rằng với sức mạnh từ nội lực cũng như sự hỗ trợ từ trung ương, Huế sẽ có những bước chuyển mình mạnh mẽ, từng bước xây dựng diện mạo của thành phố trực thuộc trung ương trong tương lai.
qua đó khẳng định vị thế của vùng đất di sản, sẵn sàng vươn mình hội nhập sâu rộng hơn.